Bản tin bóng đá ngày 2 tháng 11. Xứ Wales cân nhắc đổi tên đội tuyển quốc gia sau World Cup năm 2022. MU ngăn Paris Saint-Germain tiếp cận Rashford. Paul Pogba không dự World Cup năm 2022. MU lên kế hoạch thay đời Gea. Trọng tài Thái Lan, Malaysia đổi bộ đến Philippines. Xứ Wales cân nhắc đổi tên đội tuyển quốc gia sau World Cup năm 2022. Đội tuyển nên được gọi là Simru như chúng tôi vẫn gọi. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá xứ Wales, Noel Money khẳng định. Ở trong nước, chúng tôi được gọi là Simru. Đó là cách chúng tôi gọi các đội tuyển quốc gia của mình. Gurian dẫn lời ông Noel Money. Nếu bạn nhìn vào trang web và cách chúng tôi mô tả về liên đoàn, chúng tôi là Simru. Người đứng đầu Liên đoàn bóng đá xứ Wales khẳng định. Trên bình diện quốc tế, chúng tôi cảm thấy còn nhiều việc phải làm. Vì vậy, chúng tôi sẽ dự World Cup năm 2022 với tư cách là xứ Wales. Nhưng năm 2023 là thời điểm quyết định cho sự thay đổi. Chúng tôi có các cuộc thảo luận không chính thức với UEFA về vấn đề này. Ông Money kết luận, theo tôi được biết, đang có phong trào trục hưng ngôn ngữ xứ Wales. Chúng tôi tự hào với nền văn hóa và di sản của mình. Gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ có đổi tên gọi. Tại lễ thăm vòng loại Euro 2024, chúng tôi có hỏi họ về hướng đi và cách thức thay đổi. Simru là tên gọi theo phiên âm xứ Wales. Cái tên Simru vốn được sử dụng trong phạm vi nội bộ liên đoàn bóng đá quốc gia này, giao tiếp lẫn các tài liệu sổ sách và tại trụ sở chính. Ngược lại, thế giới quen với cái tên gọi là xứ Wales từ lâu. Hồi tháng 6, Thổ Nhĩ Kỳ thành công trong việc đổi tên gọi thông dụng quốc tế lâu nay là Turkey sang Türkiye và quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chính thức sử dụng tên quốc tế Türkiye ở vòng loại Euro năm 2024. Khá thú vị khi xứ Wales nằm cùng bảng D với Thổ Nhĩ Kỳ. Đội tuyển xứ Wales giành quyền dự World Cup năm 2022 dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Rob Park thay Ryan Giggs từ tháng 11 năm 2020 do bị buộc tội hành hung bạn gái cũ Katie Revine. Ông Park, người dẫn dắt đội tuyển xứ Wales trong 2 năm qua, giúp đội bóng tham dự kỳ World Cup đầu tiên sau 64 năm. Với chiến thắng 1-0 trước Ukraine trong trận playoff hôm 5/6. Xứ Wales bắt đầu cuộc phiêu lưu ở Qatar bằng trận gặp Mỹ ngày 21 tháng 11. Sau đó, họ gặp Iran ngày 25 tháng 11 và khép lại vòng bảng bằng trận gặp tuyển Anh ngày 29 tháng 11. MU ngăn Paris Saint-Germain tiếp cận Rashford. Đội chủ sân Old Trafford chuẩn bị kích hoạt điều khoản dài hợp đồng với Marcus Rashford, đồng nghĩa là Paris Saint-Germain không thể mở đàm phán cho mỗi cầu thủ này vào tháng tới. Theo tờ Daily Mail, MU sẽ trói chân Rashford thêm một năm trước khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2023 mở cửa. Động thái này giúp cho Quỷ Đỏ ngăn Paris Saint-Germain và nhiều đội bóng ở châu Âu tiếp cận tiền đạo người Anh. Đồng thời, họ có thêm thời gian thảo luận với bản hợp đồng mới. Hợp đồng của Rashford còn thời hạn đến tháng 6 năm 2023. Kèm điều khoản dài thêm một năm. Chuyên trang Transfermarkt định giá chân sút này vào khoảng 60 triệu euro. Hiện chân sút này vừa bước sang tuổi 25, hưởng mức lương 200.000 bảng một tuần tại sân Old Trafford. Sky Sports khẳng định Quỷ Đỏ không lo lắng với tình hình của Rashford. Man United càng không có ý định bán mũi nhọn này trong bối cảnh hàng công khá mỏng. Trước đó, một tờ báo tiết lộ Paris Saint-Germain chọn Rashford để tăng cường sức mạnh hàng công. Câu lạc bộ chủ sân công viên các hoàng tử tổ chức cuộc đàm phán với đại diện của tiền đạo Gan trong hè 2022. Huấn luyện Gatier đánh giá cao khả năng của Rashford, chân sút sinh năm 1997, sở hữu tốc độ, kỹ thuật và có thể thi đấu trong vai trò của cầu thủ chạy cánh lẫn trung phòng cấm. MU coi Rashford là tài sản lớn kể từ khi ra mắt đội 1 năm 2015. Cầu thủ này ghi 2 mốc bàn trong mùa 2020-2021. Nhưng con số này giảm xuống chỉ còn 5 ở một kế tiếp. Mùa này, chân sút người Anh dần hồi sinh phong độ dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag. Rashford được bầu chọn là cầu thủ hay nhất Premier League trong tháng 9. Gần nhất, số 10 của MU ghi bàn duy nhất giúp đội nhà thắng West Ham 1-0 hôm 30 tháng 10. Từ đầu mùa này, Rashford ghi 7 bàn và có 3 kiến tạo sau 15 trận đấu. Khác với các năm trước, ban lãnh đạo MU không chủ động kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm một năm cho cầu thủ mà quyết định phải thông qua huấn luyện viên Erik ten Hag, người đề nghị ban lãnh đạo Quỷ Đỏ
bình tĩnh cho quyết định ký hợp đồng. Chính là do người Hà Lan muốn xem màn trình diễn của từng cầu thủ trong giai đoạn này trước khi báo cáo lên ban lãnh đạo về việc giữ chân ai ở lại sân Old Trafford. Ngoài Rashford, hợp đồng của những David De Gea, Cristiano Ronaldo, Luke Shaw, Diogo Dalot và Fred cũng hết hạn sau mùa 2022-2023. Paul Pogba không dự World Cup năm 2022. Đêm 31 tháng 10 giờ Hà Nội, người đại diện Win Meta thông báo tiền vệ Paul Pogba dính chấn thương nặng, đồng nghĩa vắng mặt tại World Cup năm 2022 diễn ra vào tháng 11. Sau các buổi kiểm tra y tế, chúng tôi thật buồn khi phải thông báo Paul Pogba cần thêm thời gian hồi phục sau ca phẫu thuật. Eurosport dẫn lời người đại diện Win Meta. Vì vậy, Pogba sẽ không ra sân cho Juventus trước khi World Cup năm 2022 khởi tranh, cũng như đội tuyển quốc gia Pháp tại Qatar. Ông Vinmeta nói thêm, nếu điều ước có thể thay đổi mọi thứ, Pogba sẽ thi đấu ngay lập tức vào ngày mai. Tuy nhiên, chỉ có sự chăm chỉ, kiên cường và kỷ luật mới giúp Pogba vượt qua tình trạng đầy thử thách này. Cậu ấy sẽ tiếp tục chăm chỉ tập luyện để sớm trở lại thi đấu. Nhiều tờ báo lớn trước đó đồng loạt đưa tin Pogba dính chấn thương cơ bắp trong quá trình tập luyện. Kiểu chấn thương này đòi hỏi thời gian hồi phục lâu, trong khi World Cup năm 2022 sẽ khởi tranh tại Qatar chưa đầy một tháng nữa. Daily Mail kết luận hy vọng cùng tuyển Pháp bảo vệ ngôi vương của Pogba không còn. Kể từ khi chia tay MU để trở lại khoác áo Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do, tiền vệ sinh năm 1993 chưa đá trận chính thức nào do chấn thương. Pogba hoàn tất ca phẫu thuật đầu gối hôm 5 tháng 9. Cựu sao MU được cho là chọn đúng phương pháp để hồi phục và chuẩn bị tái xuất sân cỏ thì sự cố xảy đến. Cầu thủ 29 tuổi đang trải qua thời gian khó khăn trong sự nghiệp. Ngoài việc liên tục dính chấn thương, Pogba còn dính vào vụ lùm xùm với Kylian Mbappe trên tuyển. Pogba bị anh trai Matias tố thuê phù thủy để nghiền rũ tiền đạo chủ lực của Paris Saint-Germain. MU lên kế hoạch thay De Gea. Ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford được cho là đã cân nhắc khả năng mua thủ môn mới trong kỳ chuyển nhượng hè năm sau. Truyền thông Anh tiết lộ, đội ngũ tuyển trạch của Man United thường xuyên tới xem các trận đấu của Diogo Costa, thủ môn đang lên của Porto. Người quyết định 23 tuổi nằm trong danh sách chuyển nhượng của MU trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022. Ngoài Costa, thủ môn Unai Simon, Bilbao, người nhiều khả năng bắt chính cho tuyển Tây Ban Nha ở World Cup sắp tới cũng nằm trong danh sách chuyển nhượng của MU. Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ, De Gea bị loại khỏi danh sách sơ bộ 55 cầu thủ tuyển Tây Ban Nha cho World Cup 2022. Huấn luyện viên Erik ten Hag không thực sự bị thuyết phục với khả năng của De Gea, bất chấp màn trình diễn tốt trước West Ham ở vòng 14 ngoại hạng cuối tuần qua. Trong bối cảnh bóng đá thế giới ngày một ưa chuộng các thủ môn chơi chân giỏi và tư duy hiện đại, thì De Gea dường như bị tụt hậu. Guardian cho biết thêm, huấn luyện viên ten Hag cũng muốn MU chiêu mộ thêm một tuyển trạch viên thủ môn mới để hỗ trợ cho việc mua sắm. Điều này cho thấy viễn cảnh De Gea mất số bất chính ở Old Trafford trong tương lai rất dễ xảy ra. Nhiều chuyên gia bóng đá Anh đã dự báo về việc phong cách thi đấu của De Gea không phù hợp với lối chơi Ten Hag muốn xây dựng. Gary Neville nói vào tháng 8, tôi cho rằng sự nghiệp của David De Gea ở MU sẽ ngắn ngủi dưới thời Ten Hag vì huấn luyện viên người Hà Lan kiên quyết rằng triết lý của ông là triển khai bóng từ phía sau, chơi mạo hiểm, thủ môn của đội phải truyền được như Ederson. Thái Lan, Malaysia đổ bộ đến V-League. Sau hai trận đấu có sự xuất hiện của trọng tài ngoại, thì vòng 23 V-League 2022 diễn ra cuối tuần này sẽ cùng lúc có hai tổ trọng tài đến từ Thái Lan, Malaysia cùng điều hành các trận đấu. Cuộc đua vô địch và tranh suất trụ hạng V-League 2022 đang diễn ra vô cùng căng thẳng, hấp dẫn khi giải đấu chỉ còn 4 môn đấu nữa là hạ màn. Tính chất kết quả của mỗi trận hai đội chiến tuyến có ý nghĩa quyết định thành bại của các đội. VBF và ban tổ chức giải đã triển khai việc thuê trọng tài ngoại điều khiển các trận Hải Phòng Hà Nội vòng 21 và Thanh Hóa Thành phố Hồ Chí Minh vòng 22 với sự xuất hiện của tổ trọng tài đến từ Hàn Quốc, Malaysia. Vòng 23 diễn ra vào cuối tuần này, cùng lúc sẽ có hai tổ trọng tài nước ngoài sẽ Việt Nam làm việc. Cụ thể, trận đấu giữa Viettel gặp Bình Định sẽ do tổ trọng tài người Malaysia là ông Suhari Bin Skri cùng hai trợ lý sẽ là ông Mok Arif Sami và Nazran Bin Ezid, trọng tài thứ tư là ông Ngô Di Lần.
Đây là trận đấu có tính chất đua vô địch. Đặc biệt là Bình Định đang kém đội đầu bảng Hà Nội 6 điểm, nên nếu xảy trận trước Viettel thì thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng sẽ chia tay tham vọng đua vô địch. Trong khi đó, trận đấu giữa SHB Đà Nẵng gặp Sài Gòn FC có tiếng nói ảnh hưởng lớn đến đua trụ hạng, thế nên tổ trọng tài người Thái Lan với người bắt chính trận là ông Monkolochai Berchik Pestri, còn hai trợ lý là Rawut Nagarit và Tanate Chunyuchen. Trọng tài thứ tư sẽ là ông Hoàng Ngọc Hà. Hiện nay, SHB Đà Nẵng đang đứng ở vị trí thứ 9 với 22 điểm, nhưng chỉ hơn đội biết bảng Sài Gòn FC đúng 3 điểm. Thế nên, nếu Sài Gòn FC giành chiến thắng thì họ sẽ mở toang các cửa trụ hạng. Còn với SHB Đà Nẵng, sau những trận đấu vất vả, họ không còn có cách nào khác phải tự giải quyết vấn đề của mình bằng quyết tâm phải thắng khi được đá sân nhà khi tiếp Sài Gòn FC.